Xin chào các bạn. Hôm nay Thịnh xin giới thiệu với các bạn đó là một cái loại cây, đó chính là cây chùm ngây. Không biết tất cả các bạn có biết cái cây chùm ngây không? Đây đây là cái lá của chùm ngây và đây là cái thân của cái cây chùm ngây. Thì hôm nay mình sẽ chế biến đó là trà, mình chế biến thành nước trà mình uống. Thì việc đầu tiên là tháng nay Thịnh đã hái chặt cái cây chùm ngây này xuống, và bây giờ mình sẽ bầm cái lá của nó ra. Mình bầm cái lá của nó ra như thế này, mình chặt nó ra. Thì mình bầm cái lá này ra, sau đó là mình đem đi mình phơi nắng. Hôm nay là chắc là nắng tốt, thì phơi nắng sau đó là cái lá nó sẽ khô lại. Còn nếu như mà muốn nhanh hơn nữa thì mình sẽ lấy cái lá này, mình phơi lá như thế này, mình phơi sau đó nó khô, mình sẽ đem cho vô trong cái lò vi sóng mà mình bấm nút cho nó sẽ khô nhanh hơn, giống như là mình sấy nó vậy đó, giống như các bạn sấy cái cây rồi cũng vậy. Thay vì là mình phơi nhiều nắng thì nó sẽ rất là lâu, mình sấy thì nó sẽ giúp mình nhanh hơn. Sau đó mình chỉ việc là mình bắt nước sôi, xong rồi cái mình cho một ít trà vô, không mình cho một ít lá này vô, cái nó sẽ ra cái nước trà lá chùm ngây, uống rất là ngon. Mà cái lá chùm ngây thì công dụng của nó rất là tuyệt vời. Nó có chứa nhiều vitamin. Các bạn nếu mà muốn tìm hiểu kỹ thì có thể lên trên Google, các bạn search công dụng của lá chùm ngây, và đặc biệt là cái lá chùm ngây này nè, nấu canh ăn rất rất là ngon, và cái hàm lượng dinh dưỡng của nó ngon hơn cả canh rau ngót mà các bạn ăn. Cái lá ngót mà các bạn nấu canh tôm khô á, rất là xuất sắc nha, excellent luôn đó. Rồi, đây là chia sẻ của Thịnh. Hôm nay Thịnh sẽ làm lá chùm ngay để Thịnh uống, làm trà mình uống, không mình cho cái khay giống như này nè đó, để cứ mình đem ra nắng mình phơi ha. Rồi, ôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.